Giám đốc nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Thì chiều nay đó các bạn, mình với lại Ngân có đi mua mấy cái lợp này nè. Thì ở đây người ta gọi là cái lờ đó, thì có người thì gọi là cái lợp để mà mình đặt cua. Thì đây, mình với lại Ngân đã lắp ráp xong hết rồi. Đó, nếu mà cua nó bò vô thì nó sẽ vô theo hướng này nha. Thì nằm im ở trong đây luôn, không có ra được đâu. Và mồi hôm nay để mình đặt cua là cái gì Ngân ơi? Là khoai mì sống. Đây, cái này là khoai mì sống á. Mọi người nói là cái này là cua nó rất là thích luôn. Mình với lại Ngân đi hỏi mấy cái chú mà chuyên về cua á, thì mấy chú nói khoai mì sống là cái món nó cực kỳ thích. Và nó có thể chui vô để ăn cái khoai mì sống này nè. Đây, kèm theo đó là một cái cục đất. Tại vì cái lò này mới mua, nó còn mới á, mình phải để cái cục đất vô, nó nặng nó mới chìm xuống được. Đặt cua là phải cho cái lò nó chìm xuống, cua nó mới vô. Đây, một cục đất và một cục khoai mì là bé cua sẽ thích lắm. Đây, mẹ có xuống vô để cho cục cua đi. Chiều nay hai chị em mình sẽ đi đặt lò cua nha. Sáng mai mình đi thăm nha. Đây này Ngân ơi, trước nè, cái cây trước nè. Cái này mình có thể đặt trên ruộng cũng được, mà đặt ở dưới nước cũng được luôn. Cua nó sẽ bơi lại và ăn thôi. Xích vô Ngân ơi. Này, vô trong đây. Nãy đặt ở đằng kia hết 1 cái rồi, giờ còn 9 cái. Bụt vô đây nha. Tải cho nó chìm xuống dưới nha. Rồi, chắc chắn là nó sẽ chìm. Đây, nó chìm xuống gì nè các bạn. À. Rồi, mình đi tiếp nha, xa xa mình sẽ đặt một cái. Các bạn thấy cái này nó có lạ không? Thấy gì đó chứ cua nó khoái lắm. Cho vô một cục đất, cục khoai mì, hai cục khoai mì luôn. Xích xích lại Ngân ơi, đi đâu mà xa vậy? Đây nè, nhớ cây này nè. Hả? Mình đặt một dọc đi, cho nó dễ. Bên đây nhiều hang hơn á, chắc là nhiều cua hơn. Bên đây tùm đâu có cái hang nào đâu. Qua cái cây bên đó đó. Cây đó đó nha, cái cây đó đó. Thấy không? Có dây ốc nữa hả? Mình đặt kế dây ốc đi. Đây, ở đây sẽ là một cái nữa nha. Cua ơi, hãy bơi vào đi. Bỏ xuống, buộc vô. Ngày mai ta sẽ ra thăm nha. Rồi, mình đặt là mình phải nhớ vị trí á. Tiếp tục một cái nữa. Hơn thì nhớ xui xui thì đi ra kiếm. Chỗ nào có cọng dây đen là nó đó, hoặc là dây ốc. Cho vô cái cây đó đi Ngân ơi, cái rễ đó đó. Thấy chưa, thấy rễ cây chưa? Sẽ buộc vô đây nha. Trời ơi, không hiểu sao mà cua ở dưới nước lại thích khoai mì ha. Chắc là do nó mùi thơm hay sao á. Ừ, mà đi văng lưới cá thì hay bỏ sắc mắm, nhưng mà cua thì đúng rồi, mì. Cua thì lại thích khoai mì. Món khoái khẩu. Rồi đặt ngay cái hàng luôn. Bòi ra nha, bơi vô. Rồi. Tiếp tục. Bỏ khoai mì vô. Sao vậy? Dính cái mũi này rồi. Để bạc cái mũi nha. Nghe được không? Ui trời đất ơi. Ôi trời ơi. Tôi dính cụm dây cho mấy chỗ đó rồi. Rồi ra được rồi đó Ngân ơi. Bạc ra ngoài đi. Rồi tiếp tục nha. Ôi. Ra rồi. Tiếp tục mình sẽ buộc vô trong cái gốc cây gáo này. Trời ơi, ở đây quá trời hang luôn, tùm. Đừng đừng bơi nữa. Ôi ôi trúng không? Này. Mấy cái chỗ mà tùm vậy chắc là nhiều cua lắm đây.
Nghe nói chỗ này nhiều cua lắm, thục hang cũng có nữa. Bữa nào ra thục hang nữa. Đúng rồi, nên là đặt mà hồi hộp, không biết là có nhiều không. Bỏ nhiều khoai mì vô. Nhớ nữa mình nhìn kỹ chỗ nào có cọng dây á. Đây, nghe ốc gáo này đi. Thôi nghe cái hang luôn đi nha. Nghe hang đúng không? Ừ, ở đây quá trời là hang luôn nè. Buộc cái cọng dây sao cho dễ thấy á. Có khi nào nó ngay cái hàng rắn không ta? Không, không đâu. Sợ. Tiếp tục thôi. Còn 4 cái nữa. Bỏ khoai mì nhiều vô. Nhiều rồi đó. Thấy cục khoai mì trắng trắng cái nó bơi lại. Đây nè ngăn, nghe đây đi. Nghe đây dễ nhớ nè, nghe cái ghe, nghe cái ống nước. Ờ các bạn ơi, giấc này cũng sáng rồi đó. Mình với lại ngăn sẽ đi ra dở mấy cái lợp cua nha. Thì đang rất là hồi hộp luôn, không biết là ở dưới có nhiều cua không. Trời ơi, hôm qua ngủ mà chằn chọc cả đêm luôn. Lo lắng. Bây giờ các bạn nhắc mình với lại ngăn chỗ nào đặt nha, không nhớ đâu đó. Nói chơi thôi chứ nhớ đó. Nhớ được hai cái. Cái ở đây nè. Cái đây với cái thằng cầu á. Cái đó đây. Hai cái đầu tiên. Ở đằng đây nè, coi chừng cái cọng dây ốc á. Đây nè. Ngăn kiếm được cọng dây chưa? Thấy rồi đó, rồi. Nó như vậy đó. Thấy sớm. Điếm cái cọng dây cho đằng che kéo luôn. Đợi tôi xíu. Đây, đây là cái cọng dây đầu tiên nè. Hôm qua tại chỗ này thấy có nhiều hang nên đặt trước luôn. Tao mất tiêu rồi. Để lên thử coi có con nào không. Dở rộng ngang. Trời ơi, cái lật. Xích ra ngang ơi, đẩy xích ra. Ôi. Wow, có con cua nè ngang ơi. Trời ơi. Nó nằm ở trong đây không thấy đâu chứ. Thì ra là mẹ ở đây. À, các bạn có thấy được không? Kìa, có một con một à. Để mở ra nha. Cái lợp đầu tiên. Cái lợp đầu tiên. Một bô một tô á. Con cua này nó có một cái càng rất là to bự luôn ngăn ơi. Đây, muốn mở cái này ra thì cũng hơi khó. Tại vì mình quấn bằng dây chì á. Phải mở từ từ. Chút nó ra nha. Chúc mày cho bạn xem nha. Chưa gì đã thấy có con cua rồi. Trời, xuống đi. Đó. Đây, con cua càng kinh. Con cua đầu tiên. Đi thôi. Có một con một à, nguyên đêm vậy mà có một con vô một à. Kỳ quá à. Cái cục này ha, một chục con ăn còn mắc nghẹn nữa. Trời cái cục bự chà bá vậy đó, ăn đâu có được, nó ghĩa ghĩa có mấy cái à. Ở đây một cái nữa nè. Không biết cái này sẽ như thế nào hết ta. Thử coi. Cái này chắc là hên rồi đó. Ôi. Là nha, ngăn đừng có hồi hộp nha. Có ai hồi hộp không? Đang nôn chứ không có hồi hộp, đang nôn. Wow. Hai con cua. Đây, bên đây một con với lại bên đây một con nè. Hai con cua luôn. Để coi bên nào mở dễ. Mở ra nha. Cua bự không?
cua bự lắm luôn á. Cua này không, cua nó già rồi cua này không có giống như cua mình bắt ở ngoài ruộng đâu. Cua này nó ở ngoài ruộng cua non mà cỡ này cua già rồi. Cua này cái càng nó bự chà bá luôn. Chắc phải mở bên đây á, bên đây không mở được rồi. Mở ra nha. Chút nó ra. Cái này hôm qua mình dặn cứng quá Ngân ơi, không mở ra được rồi. Không được hả? Trời đất, dính cái tay giậm luôn đó. Không mở ra được thì mình sẽ hò tay vô bắt nó. Nhưng mà hồi lấy nó sẽ bị kẹt cái hôm lại. Thanh Anh Hà Hành. Chị cũng được hả? Chị đi cho nó nhanh. Còn con nữa đâu mày ăn? Không biết. Làm sao biết được? Không con nữa đâu rồi. Chui ra gì rồi, dở đường dưới kìa. Không con nữa đâu rồi. Kìa, cực lắc kìa. Trời ơi, đi nè. Trời ơi, mày trốn ở đây ha. Ba con. Trốn kỹ quá. Một cái tiếp theo. Cái này là cũng phải lôi chứ. Chạy kỹ nha, coi chừng nó rớt ra ngoài đó. Cái này thì sao ta? Nhưng có hồi hộp không? Ở đây tôi nghĩ là không có đâu, không có hang gì trơn. Có đó. Ui, wow, ba con luôn. Không có nhưng mà lại nhiều luôn kìa. Nè, ba con luôn. Trời ơi, đã quá à. Mở ra mới được. Ui, ui, con nào con thấy bự chà bá luôn á Ngân ơi. Bự lắm luôn á. Trời ơi, cua này ăn là hết sảy luôn á. Trời ơi, cua này thịt nhiều lắm nha. Bê đi tiếp đi nha. Sẽ mở nó ra. Ở dưới cái hàng đá là có một cái nữa. Tìm kỹ nha, nãy giờ mấy cái rồi ta? Ba cái rồi hả? Cái của ba đang dở đó là ba. Còn 7 cái nữa. Rồi, tôi sẽ chút mấy cái con cua này ra mới được. Đây, chút nó ra nha. Trời ơi, sao toàn là đắt ra không vậy nè. Cua chưa ra mà đắt ra nhiều quá. Đó. Ngân ơi, hình như Ngân đi hút vậy á. Hút đâu mà hút, ở đây có một cái cọng dây nè. Hình như ở đẳng có một cọng á. Có không? Có. Đâu vậy? Nhớ rõ ràng, các bạn có nhớ không? Nhớ ở đằng kia có một cái thì phải. Đây nè. Đâu? Đây nè. Vậy đó hả? Ôi, ôi. Nhưng mà đằng giật mình. Wow! Mấy con vậy? 5 con luôn á. Wow, đã quá vậy. Trời, thường á trong mấy cái bụi này nè thì cua rất là nhiều luôn. Rõ ràng mình thấy đặng có một cái cọng dây của mình mà con Ngân này tức ghê luôn á. Ngân ơi. Có mẹ nè nè cái. À, đặng có một cọng kìa. Bây giờ mình nghe là tôi mình đi ra đặng đi. Cái đậu trên nè. Có một cái nữa hả? Nhớ rõ ràng luôn. Để đi lên. Là cái gì? Xin lỗi, nhìn không thấy chưa? Một chút xíu nó hơi là nó mắc cua của người ta rồi đó. Wow, nghe nói cái này có tới 5 con. Cái này có tới 5 con lận. 5 con rồi đó nha, bất cẩn thận đó. Thấy chưa, thấy chưa? Thấy rồi. Cái này bấm rất là kỹ luôn nên là mở nó hơi khó. Ui da. Dở đi nha, tôi đổ cua ra. Wow, ha, quá trời là cua luôn. Tiêu, 4 con luôn. Đâu, đã quá vậy. Ôi, trong mấy cái tùm này thì nhiều cua hơn hẳn luôn. Nè, cho nó một cục khoai mì cho nó ăn đó. Trời ơi, con nào con nấy kìa, thấy cưng chưa, đẩy lại. Được không? 5 cái rồi hả? Mấy con vậy? Cái đầu cầm như chị trên là 4 con. 4 con cua bự chà bá luôn. Chút nó ra nha.
lại những con cua hãy xuống đi. Cục đất kia. Rồi con nào con nấy nè. Ui ui ui, trời. Nè, kẹp đi, kẹp đi. Ở đâu nữa con gái này có không vậy? Hả? Con gái này có mà đúng không? Có một cái á. Có một cái ở chính giữa thì phải. Nhớ là vậy á. Ngủ đêm sáng dậy không nhớ gì hả? Ngủ đêm sáng dậy mất trí nhớ. Hết nhớ luôn. Đó. Cú không đậy lại. Trời ơi. Gì vậy Ngang? Nó dính cái nón rồi. Cái cây. Để tôi cho. Sẽ mở nha. Mở đi. Ba con cua. Trời ơi, cái càng con cua này to đùng luôn. Rất là bự luôn nha. Hay quá chị, hay luôn mà. Trời ơi, bữa nay hên quá à. Biết vậy á, mình mua cái lò này sớm á. Mình đặt giống gì nè, nhiều cua quá trời luôn. Đỡ mà dậy động phải không? Mà nó bự nữa. Hay là tại vì á, cái khoai mì này là món khoái khẩu của nó. Đó, giờ đâu biết đâu. Giờ mới biết. Ra đi, ra đi. Nó không chịu ra. Cái con cua này. Đợi tôi xíu Ngân ơi, cái con cua này nó không chịu ra. Trời ơi, cái con cua này. Nó vẫn níu giữ tới cùng. Đập vừa vừa thôi, gậy. Ra rồi. Ấy, đây một cái nữa. Có cua kìa. Có hai con hả? Hai con hả? Hai con cũng nhiều rồi. Nhưng mà từ từ, đợi xíu mới tháo ra được. Tháo ra được chưa? Hết cua hò, quá trời cua nè, luôn nè. Kéo lên đi. Cua đâu? Thanh Anh Thành, hai con cua. Mở bên nào dễ ta? Kiếm nhìn cái chỗ nào mà cái đầu nó bắn một con. Bên đây dễ hơn. Nằm bên kia. Trời, bên nào cũng tùm lum mới trơn á. Không biết là mở bên nào luôn. Nhân ơi, đếm thử coi nãy giờ mấy cái rồi nha. Không nhớ luôn á. 1 2 3 4 5 6. Hình như hồi qua ở kia, ở đây một cái nè. 7. Cái này nữa là 8 nè. Còn 2 cái nữa. Coi chừng chúng có thù nha. Ừ. Ý, cái con cua này, trời ơi, mình đè nó nãy giờ, nó rụng hết ngoe luôn, nó bị mấy con kia cắn rồi, tội nghiệp nó quá. Hai ba, trời ơi, có con một. Con à hả? Có con nè. Hết hên rồi. Kỳ quá à. Đây, đưa đây cho tôi. Nè, cái đầu trên nè. Còn hai cái nữa ha. Hai cái nữa để kiếm thôi. Con cua nó có một cái càng bự và một cái càng nhỏ. Thông thường cua càng cần nó vậy á. Ui. À, kia Ngắn ơi. À hơi Ngắn ơi. Cua. Ôi dính cái gì rồi. Đợi xíu tháo cũng dây cái. Con cua nhỏ thì mình bắt rất là dễ luôn, còn con cua này á bắt phải cẩn thận. Sao mà thấy nó con mì chơi lên chưa? Trời ơi, bỏ ba củ khoai mì luôn, dính con cua chút xíu xìu. Con cua nhỏ hả? Nhỏ. Tôi sắp chắc đầy nhà rồi Ngân ơi. Nè. Nhà rồi hả? Để lại đằng kia được không?
hết chỗ rễ rồi, chỗ ngồi à. Để ở đây. Nè có một con một lưu. Đâu? Con cua nào mà xui dữ vậy? Trời, con cua người ta như vậy mà chứ nhỏ. Không bự bự mấy con hồi nãy đâu. Rồi, lên cái kia đi. Còn một cái nữa. Để đi kiếm cái đã rồi từ. Xếp chỗ để mà cho chắc mấy cái lọt. Nhưng mà theo tôi nhớ hôm qua là chỗ này là đích đến rồi đó. Ủa gì kỹ ta? Hay là nãy giờ mình có sót ở đằng kia không ta? Đi tiếp đi. Còn cái nữa đó. Đâu đây cái gì nè, bà đi lên kia coi. Mấy cái rồi? Cái gì vậy? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Còn cái nữa. Trời ơi, tự nhiên cái thứ 9 cái bị mất phương hướng. Còn cái là làm sao mất cái lạc của ta đi. Kìa. Đâu? Nó. Đâu ta? Đây hả? Ừ. Nè. Nghe nè. Có cua. Rồi, đẩy ra. Rồi. Tôi thấy có cua nè, thấy chưa? Hai con cua. Trời ơi, có một con cua cái càng rất là to luôn. Ở trong đây là đặc biết bao nhiêu là mà đất, bao nhiêu là khoai mì của tôi trong đây. Mà có hai con thôi à. Đủ rồi Ngân ơi. Đủ rồi, dỡ xong đi rồi. Dẹp rồi mình đi về. Này quá trời tốt luôn, quá trời cua luôn. Nay mình hên á. Cái nào cũng có luôn á. Cái này mùa này là mùa của mấy con cua mà. Ôi ơi, cái con này sao mình đi ra ngoài vậy? Vô. Trời ơi. Rủ cua thì ít mà đắt thì nhiều. Không có đắt là mấy cái lợp nó đâu có được chìm được đâu. Các cô chú anh chị các bạn ơi, mình với lại Ngân sáng hôm nay đi dở cua thì được bao nhiêu cua nè, toàn là cua mà càng bự không mà rất là thích luôn. Giờ thôi mình đi về nha, để mà nấu ăn. Đã quá. Tên đã quá, là dính bài cua bự rồi. Xíu nữa giờ mình bán cái càng ra nha. Này hên quá à. Về thôi. Mình đi bán đi. Thôi, ít lắm phải. Thôi mình đi bán kiếm tiền mua cái khác ăn đi. Mấy hôm nay mình ăn cua nhiều quá à. Thôi, cua bán không mua được đâu. Biết sao không, ít xịu hà. Chừng nào mà 1 chục ký. Bán có tiền lắm á, người ta thích cua bự lắm á. Cua này hả? Đúng rồi, cua này bự lắm, người ta thích cua bự lắm luôn á. Thôi, không bán đâu. Được, không bán đâu. Mình với lại Ngân đem về đến nhà chị Tám rồi nè các bạn ơi. Này là mấy chị em sẽ đãi chị Tám cái món cua này ăn bữa nha. Hổng gà chị Tám cứ đãi hoài nên mình đãi lại nha. Món này là chị Tám ăn là ghiền chắc luôn. Bữa nó là cái món này Ngân ơi. Không lại chị Tám đâu. Ngân ơi. Ù, phải nhanh ta lên. Nhìn lên. Nè, rồi. À. Giờ mình lật nó ra. Bét nó ra. Này sau khi mà tét ra gì thì sẽ lật nó lại. Trời ơi con cua này nó bự dữ. Có ạch cua nữa hả? Trời ơi cua ngon quá à. Ôi, kẹp. Đừng. Bình tĩnh, bấm hai càng nó lại. Bấm lại rồi. Rồi, cũng ngoe luôn. Bẻ gãy càng nhớ.
thì mình bỏ lại đi. Nè. Dữ quá. Trời ơi, mấy cái gạch này mà ăn là hết sảy. Trời ơi, tội khét. Tôi đừng thôi nè. Đổ vô. Ui. Mình là một nhà bếp, đầu bếp chuyên nghiệp. Trong cái nước này có gì vậy nha? Me nè, một ít đường, một ít nước mắm, một chút bột ngọt. Đó, có cua, có me thì chắc là các bạn cũng biết là làm gì đúng không? Đợi xíu cho nó thêm một ít đường nữa rồi. Cái nước me này hình như hơi ít me á nha ơi. Tại vì me còn trong hộp nè, ở trong tôm nè. Cho cái phần me này vô luôn. Cho nó ra me. Thơm quá trời ơi. Nó sệt lại đi. Rồi. Em thử chưa? Chưa có nêm á. Cho nó tan đi rồi mình nêm lại thử nó thiếu cái gì. Cái nước me nó sệt lại rồi, mình sẽ cho cua vô nha. Cho cái mình cua vô trước. Hình như là nay mình ngồi cứ hướng không có hợp địa lý thì phải. Thôi vô. Ngồi bên tôi nha ngơi. Ôi. Đủ chưa? Cho con cua vô ngang. Nó có nhiều cách để gan me lắm. Mình với lại ngăn chỉ thích làm theo cách này. Tùy theo cách, nếu như mình muốn chiên sơ cũng được, mà chiên sơ thì con cua nó béo. Mình hạn chế dầu mỡ. Trời khói quá. Ôi cua. Cho cái nước me nó sò ra luôn á là cua nó sẽ vừa chín nè. Mà cái phần mà đồ mình nêm á thấm đều nữa. Ngon. Tôi thích cái cách này hơn là cái cách mà mình chiên á. Ôi. Ôi. Ngon quá. Ngon quá. Dưới đây nè Linh. Trên. Có gì? Mới cẩm rồi. Chưa. Lên nó chảy nước miếng luôn kìa. Không, nó hẹp chảy nước miếng luôn. Chảy nước miếng luôn. Gán đợi chị xíu nó đi. Xíu nữa thôi. Cái chảo của chị cẩm thơm mà không có cái chén nước chấm này cũng đâu có ngon. Đúng, đúng rồi. Chén chấm huyền thoại của chị Ngân kìa. Đói bụng quá rồi. Đói bụng quá. Đợi xíu đi. Mọi người hãy đợi xíu đi. Đói bụng rồi. Cẩm ơi. Sắp rồi. Cua sầu tôi bái đói bụng rồi. Để me chút. Mình với lại Ngân vừa làm xong cái món cua gan me nè các bạn ơi. Thì ở đây có chị Bảy, Trinh với lại Yến Linh với lại chị Tám ăn chung nữa. Xin mời tất cả cô chú anh chị các bạn cùng thưởng thức nha. Hôm nay mình là tụi em đi đặt lợp về đó. Cua nhiều quá, ăn thôi. Mình ăn đi chị Bảy ơi. Hôm nay á cua càng bự lắm luôn á. Ăn cái càng. Thôi. Thôi ăn càng rồi em gãy chân nữa giờ. Chị Bảy mời tôi ăn càng. Thôi, tao không càng bao nhiêu cho mấy ăn đứa này. Ăn ra. Ôi, cho đi, mẻ cái khác đi, cho đi. Mẻ khác đi, anh Kinh này. Nè. Nhường cho anh Kinh đi. Cuộc đời thì chứ, chưa kịp được đến. Vừa rồi, nhưng mà nó có đồ chua á. Chua, có đồ chua. Ngăn mang mà không chua thì gì chua em. Ừ, nó chua. Má ơi, nó chua. Chua. Chua thấy cái gì luôn á. Cái con phiên bản lợi này nói gì đó. Chú à. Tám ăn thấy sao rồi? Ngon. Ngon. Ngày me thì nó phải chua vậy nè. Ngon mà. Đỡ ngán. Hấp chấp me cái chua lè. Hai đứa đi đặt lợ ha, cua dạ. Ha. Nhiều không? Mấy mười cái đó chị. Mười cái thì một, có cái thì được 5 con. Ừ. Cái thì 4 con, vậy 3 con. Có lý rồi. Đủ loại hết. Trời ngon chứ. Ăn không ngon lắm luôn. Không ngon ha. Chấm này vô mặn. Chui với mặn là chị Ngân đó nghe, nước chị Ngân làm đó, ăn kia không ngon, chị gặt gặt đó nghe. Không, mấy đứa cứ ăn đi bình thường mà. Hồi nãy chị khen ngon á. Chả hiểu mấy đứa này nó làm sao. Trời, mấy đứa ơi, chị mỏi răng quá. Đừng ăn kè. Má chấm bị sạch rồi nè. Sao vậy? Nè, phiên bể lỗi chấm thử ăn vô khư à. Có thể nào ngon quá, chị Ngân ngon. Ăn xong mình đi kiếm bác sĩ nha khoa. Bữa đó anh Trinh ăn càng cua mà thôi em không dám ăn nữa đâu. Sao vậy chị gãy răng hả? Rồi cắn càng cua mà thấy anh kia răng. Nhưng mà ngon ha, cua đồng ngon. Bữa đó tụi em ăn cái càng chà bá lửa luôn, cắn muốn gãy răng. Càng bự hơn càng này nữa, cắn cái gần nữa thì ơi đùm lại. Ngon quá hả?
Hai đứa sẽ mời thì dở chắc nắng dữ ha. Dạ, không nắng hôm chị buổi sáng nè. Có giờ là giờ thì hơi nắng, cỡ giờ cái cỡ này nắng sớm ghê luôn á. Nắng sớm mấy, sao mấy 7 giờ là nắng rồi. Thử cái mình đi. Hồi nãy chị hai chị biết đi dở là tiếp luôn rồi coi. Ừ. Là về làm, hồi nãy em Ngân cũng định nấu bánh canh cua á. Nhưng mà cái đó ăn này thèm cua găng me. Chị không ăn cái đó được. Mà mình làm món cua găng me này nó mau hơn nấu bánh canh. Này mấy đứa bánh canh mình mất đâm ra nữa cảm. Mà này thì nó ngon. Cái này nó béo ghê luôn. Tám, rau găm nè. Rồi nãy nhớ tám để rau găm nhiều lắm mà sao tám ăn rau găm nhiều nhiều vô. Ăn ngoài không ăn rau găm. Đắng. Ăn cái mình mấy rau găm ha. Rau găm. Nó béo. Béo ngậy. Ăn rau găm không đắng bà Linh ăn không cho tôi coi ơi. Rồi. Đồ nó gì thiệt thật. Rau găm. Béo quá béo mấy đứa ơi. Ủa cái ngoài này mà tám ăn được luôn hả? Được, cái ngoài ăn ngon lắm. Bao nhiêu là thịt? Nhiều canh thi lắm á. Ôi, nó cứng quá. Cái này đầy cái. Con cua hôm trước mình bắt ở ruộng á. Chân ăn cái mềm ha. Và cua con nhỏ nhỏ vậy nè, ngon. Cua cái á, cua đực nó cứng, cái mình nó cứng. Cứng ngắt. Cái cua này cái ngoài thịt không nè. Bẻ cái ngoài nó. Thiệt là ngon quá đi. Không gà. Mấy cái càng bự này nè, phải không? Lát mấy chạy đâm tiêu ra. Đập nó. Đập dập dập ha. Chứ gà mà cắn nổi. Em thích cái con nào mà nó có cái nước sốt nhiều nè. Không, cái dập đó. Dập nó béo. Béo. Để nhìn là dễ cắn. Ăn cái này lúc mốt mà. Sao Chim còn bảo vệ được cái hàm răng không Chim? Chim nó chưa có ăn càng á Cẩm ơi. Chưa ăn càng mà ăn này nó lử không? Chứ trước chứ trước. Trước trước à vậy? Hả? Ăn bệnh ngon. Ngon ngon. Mà nó cứng. Thôi ăn càng có gì kêu mình cắn nha. Bỏ đi. Để tôi cắn tôi bỏ vô họng rồi tôi nhả cho tôi. Đây để tôi ấy tôi này bỏ cho họng hả? À, các bạn ơi, hôm nay thì mình với lại Ngân á, đêm qua có đi đặt một ít cua nè, rồi hôm nay dở lên được quá trời là cua luôn. Về làm cái món găng me ăn cực kỳ là thích. Nếu mà có cô chú anh chị các bạn có thích video này á thì nhớ like cái kênh để ủng hộ nha. Xin chào, bye bye. Xin chào.